mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người bật màn mới của Blackpink Aspin. Nhưng mà mình chỉ hướng dẫn các bạn phần điệp khúc, đó là phần điệp khúc thứ nhất và điệp khúc thứ hai. Let's go. Đầu tiên điệp khúc thứ nhất nha, mình sẽ nhảy mẫu trước này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết nhé. Đầu tiên các bạn mở chân thẳng ra, người hướng xuống, đưa hông qua phẳng một vòng này, xuống và sang trái như này. Đồng thời tay chỉ lên trước, cập xuống. Thử làm nhé. Chỉ này, cập xuống và sau đó lên tay, rút về. Tiếp theo bật nhảy chân về như thế này và đổi. Thử làm nhé. Nằm đây đúng không? Bật nhảy lên và đổi. Thử làm nhé. 5, 6, 7 như này. Xuống, lên, về, bật, bật. Khi mình bật chân như vậy thì mình mở tay ra như này. Mở một là nặn đó, đổi qua cho cái đường mình nhảy lên, kết bảo nhau nhá, xuống này, lên này, về này, bật nhảy, bật nhảy hai lần không. Tiếp theo là mở chân trái ra, đồng thời đẩy hông ra sau và người đổ về trước, xoay một vòng không có thả như thế này, tay sẽ ra sau, xoay chéo qua mặt, về. Tiếp theo giật chân phản trái, đồng thời đánh chéo tay lên trên, thêm một lớp nữa là đánh không có phải, không có trái. Tiếp theo đẩy chân trái lên, đầu đổ về phải này, mở ra, tay trái xoay ra, tay phải để lên cao lên như thế này. Tiếp theo đưa tay trái về đây, và tay phải xoay ở trên như thế này, đồng thời hông đánh một vòng trái qua phải. Hai vòng không, tay chỉ làm hai vòng, một, hai, không đi một vòng, một, hai. Đến lần thứ ba, từ tay đưa một vòng qua vòng là xong. Mỗi tất cả động tác vào nhanh nha. 5, 6, 7, 8 này, xuống, bật, về, đi, một vòng, hai vòng, tay về, gập, phải, trái, bật, ra, lên, xoay hai vòng và về. Cho mình nói thêm nhá, khi mọi người làm động tác cuối nhẹ, chân trái phải rút về như thế này là xong. Ok, bây giờ mình sẽ đến nhịp nhá. Chậm, 5, 6, 7, 8 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Nghe nhá, lại lần này. 5, 6, 7. Chậm. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7,
Đưa tay như thế này rồi mình rút chân về. Được chưa? Tay phải là tay trái nhập vào tay phải và nút vào một lần. Còn lại là xong. Cứ làm nhá, cứ lên. Mở này, trái này, kéo này, nhặt này. Tay phải ra sau và nhập ở trước. Và tay nút vào. Ok, mình sẽ đến nhìn nhá. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 4, 5, 6, 7, 8 này, 1 và 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nặng nét đến mừng. 5, 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dừng. Và tiếp theo là điểm 1 sau. Bây giờ đây mình sẽ đến trước nhé. Và mỗi bạn này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, được rồi. Chi tiết cho các bạn. Các bạn đợi đây. Các bạn tiếp theo người tay trước nhá. Đặt xuống này. Xoay cổ tay lên. Dừng. Tiếp theo đặt xuống. Xoay cổ tay vào trong nhá. Dừng. Thử lại nhá. Đặt. Xoay cổ tay dừng. Đặt. Xoay cổ tay dừng. Nhớ là xoay cổ tay chiều như thế nào. Rồi dừng đây. Ok. Ok. Rồi sau khi hoàn thành hai phần đấy xong thì mọi người cuốt hai tay tập xuống như này xong. Tiếp theo bạn dễ đi thì đi xíu ngoài cái ở trên đấy là dừng theo trái qua tóc và dừng là đầu thử lại nhé. Nói nhẹ đập lên dừng đập lên dừng xuống ở giữa máy này dừng tay này được. Ok, bây giờ về cái chân sau mọi người tập cho mình là người hai chân này đập lên dừng đập lên dừng tập chân thoát chứ nhá đập máy và dừng đập máy và dừng xuống lần cả sai và từ khi mọi người tập thì mọi người sẽ hỗ trợ mọi người di chuyển nhé. Nếu mọi người đi hoặc là có thể tập hai lần này cũng muốn từng hai cách nhau. Để tiếp theo mình xoay cho mình sang trái luôn cổ chân về cổ chân về về thử nhá. Hơi tương đối xíu đây là ok đầu người tay nhé một xuống này tiếp theo lên tiếp theo xoay cổ trái một vòng không bạn như thế thử nhá. Một lên ba lên xoay là đó bây giờ khi chân phải được dần xuống thì tay được chân phải dần xuống tay thấp chân phải dần xuống thì xoay được chưa đáng như thế sau đó nhé đổi tay như thế cho mình ra có một vòng được chưa tiếp theo hai tay cũng bắt đầu dừng đến đây
Các bạn hình dung này là động tác này,
Bye.